cùng với cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 tại Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 1945, lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam đã chính thức được thành lập. Trong những ngày đầu thành lập, Công an Nhân dân đã góp công lớn trong việc bảo vệ chính quyền nhân dân non trẻ chống thù trong giặc ngoài. Trong giai đoạn hiện nay, lực lượng Công an Nhân dân là cánh tay đắc lực của Đảng, Nhà nước, phục vụ cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chống lại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an Nhân dân cả nước nói chung và Công an tỉnh Sơn La nói riêng luôn nêu cao tinh thần cách mạng, đoàn kết nhất trí, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.